Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo trang Facebook Giáo xứ Giấc mơ có kể lại câu chuyện về vụ xúc phạm mình Thánh Chúa tại một nhà dòng kín Bùi Chu và cái kết kinh hoàng đã xảy ra ngay sau đó. Câu chuyện cụ thể như sau. Một số người hành hương trong nhóm chúng tôi đi thăm khuôn viên Đại chủng viện Bùi Chu và được thấy nơi mà một người lính CS vì phạm thánh mà phải chết đứng ngay tại chỗ. Câu chuyện kể giống y như câu chuyện mà Sơ Minh Nguyệt kể, nên chúng tôi xin dùng lời Sơ Minh Nguyệt mà kể lại. Câu chuyện xảy ra vào năm 1954 tại nhà kín Bùi Chu, miền Bắc Việt Nam. Kể từ năm 1946, các nữ tu dòng kín sống giữa hai ngọn lửa, đó là hai cuộc chiến chống Pháp và cuộc chiến chống CS. Có những ngày đạn bắn bay vào đan viện, làm vỡ tung cửa kính và cắm thẳng trên tường. Tuy nhiên, trước các hiểm nguy đe dọa hàng ngày và còi báo động báo hiệu liên miên, cuộc sống trong đan viện vẫn tiếp tục diễn ra như thường. Một ngày, một người lính CS bước vào nhà kín. Anh ta sắc sược, đòi khám xét đan viện. Thái độ của anh rõ ràng là thái độ phách lối của một kẻ tự xem mình là chiến thắng. Anh niệm mạnh gót giày trên nền nhà tu viện, khua vang tiếng động trong bầu không khí yên lặng tĩnh mịch của đan viện. Một chị nhà kín nhẹ nhàng nói với anh, "Đây là nhà Chúa, xin anh kính trọng nhà của Chúa." Anh lính hất hàm hỏi lại bằng giọng nhạo báng, "Nhà của Chúa ư? Vậy thì Chúa của các chị ở đâu rồi?" Một nữ tu khác đứng gần đó, giơ tay chỉ vào nhà tạm, có chén thánh lấp lánh sáng, trong đó có đựng mình Thánh Chúa. Tức thì, đôi mắt của anh lính vô đạo người sáng, anh tiến thẳng vào nhà nguyện, đứng ngay nơi lối giữa, anh hạ súng đang mang trên vai xuống, anh giơ súng nhắm thật kỹ một lúc lâu nhà tạm, rồi bóc cò bắn. Các nữ tu nhà kín hốt hoảng, chỉ kịp kêu lên một tiếng thét kinh hoàng. Viên đạn đâm thủng chén thánh, khiến chén thánh bị vỡ ra làm đôi và mình Thánh Chúa rơi tung tóe trên bàn thờ tinh tuyền. Một cuộc phạm thánh vừa xảy ra tại nhà kín Bùi Chu. Nhưng rồi, việc trừng phạt không đợi chờ lâu, tại nơi lối đi giữa của nhà nguyện, anh lính vẫn đứng im bất động ở đó, làm như thể là anh sẵn sàng bắt đầu lại cử chỉ vừa xúc phạm. Ngón tay anh vẫn nằm yên nơi cò súng, đôi mắt anh vẫn nhắm thẳng nhà tạm. Nét bất động cứng đơ của thân xác anh gây nên một cảm giác kinh khiếp. Các nữ tu nhà kín hiểu ngay anh vừa bị trừng phạt toàn thân bất toại. Rồi từ từ, thân xác cứng đơ này lại ngã quỵ thành một đống thịt nằm sõng xoài trên sàn nhà nguyện. Các nữ tu bước tới gần và cúi xuống nhìn thân xác anh lính. Anh lính vô đạo đã chết. Sau khi hoàn hồn, các nữ tu nhà kín liền ngước mắt nhìn lên ảnh Thánh Đức Mẹ Maria, cảm tạ mẹ đã thương yêu che chở đoàn con Đức Mẹ. Quả thật Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi những người con hết lòng tin tưởng nơi sự phụ trợ của Đức Mẹ. Sau đó các chị bình tĩnh trở lại với chương trình sống thường nhật. Ngày hôm sau, các chị chôn xác anh lính trong một thửa đất bên cạnh nhà dòng. Vậy nếu quý vị muốn chứng kiến nơi linh thiêng có cuộc trừng phạt ấy thì xin mời ghé thăm Đại chủng viện Bùi Chu. Đã có nhiều câu chuyện bí ẩn xoay quanh vụ phạm tới những nơi linh thiêng, có thể là do trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nhiều vụ việc xảy ra khiến người ta phải rùng mình khi nhắc lại và đôi khi cũng cân nhắc trước việc đụng chạm tới những nơi như vậy. Kính thưa cộng đoàn, mình Thánh Chúa là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Bí tích thánh thể còn được gọi là bí tích cực thánh, là một trong 7 bí tích mà Chúa Giêsu đã lập được cử hành trong phụng vụ thánh thể của thánh lễ. Người Kitô hữu tin rằng khi lãnh nhận bí tích này là được dự phần vào thân thể và máu của Chúa Giêsu và được nhận lấy phước lành từ Ngài. Tại giáo xứ Bùi Thái, giáo phận Xuân Lộc cũng có câu chuyện bí ẩn về mình Thánh Chúa như sau. Tại xứ Bùi Thái, tỉnh Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam có một gia đình làm nghề giết và bán thịt chó. Nhiệm vụ của ông chồng là giết chó, còn nhiệm vụ của bà vợ là đem thịt ra chợ bán. Vào khoảng năm 1984, bà vợ lâm trọng bệnh, cha chính xứ Bùi Thái, lúc ấy là cha Bách, được mời đến để ban các phép cuối cùng và cho chịu của ăn đàn. Cha xứ tới ban phép giải tội và sức dầu xong, khi trao mình Thánh Chúa cho kẻ liệt thì không thấy mình Thánh trong hộp đựng mình Thánh đâu. Ngài tưởng mình quên nên chỉ khuyên bảo bệnh nhân đôi lời rồi ra về. Ngày thứ hai, trước khi tới nhà bà ấy, cha Bách đã nhắc mình nhớ lấy mình Thánh Chúa. Ở tại nhà kẻ liệt, khi Ngài làm các lễ nghi xong, tới lúc mở hộp đựng mình Thánh Chúa ra, Ngài cũng chẳng thấy mình Thánh đâu. Thật lạ lùng, chẳng hiểu tại sao. Sau đó, Ngài cũng lại âm thầm trở về.
tới lần thứ ba, cha Bách mới nói với ông chủ tịch hội đồng giáo xứ biết, hôm trước ngài đem mình thánh đến nhà kẻ liệt mà thấy mình thánh chúa biến mất. Lần này ngài xin ông ấy làm chứng, ngài đã lên nhà thờ lấy mình thánh chúa để đem tới nhà kẻ liệt. Nhưng kết quả lần thứ ba này cũng như hai lần trước, khi mở hộp mình thánh chúa ra thì cũng chẳng còn thấy mình thánh chúa nữa. Cha Bách và ông chủ tịch trở về đầy kinh ngạc. Tới lần thứ tư, cha Bách cùng với ông chủ tịch đem mình thánh chúa cho kẻ liệt như ba lần trước. Lần này trước khi mở hộp đựng mình thánh chúa ra thì cha Bách hỏi bệnh nhân: đã ba lần tôi đem mình thánh cho bà mà cả ba lần mình thánh chúa đều biến mất. Vậy để lần này chúa khỏi biến mất đi như trước thì bà xét lại mình xem có điều gì ngăn trở cho được chịu lễ chăng? Trong những lần xưng tội vừa qua, bà có xưng tội nên không? Có giấu tội không? Thưa cha, con không giấu tội. Vậy không hiểu tại sao mình thánh chúa biến đi. Bà nhớ coi, trong gia đình có sự hòa thuận, yêu thương nhau không? Thưa cha, không có hòa thuận. Vì trước đây có mấy lần con đi bán thịt về, bán không được giá, phải bán rẻ. Nhưng nhà con không hiểu lại hồ nghi cho con giấu tiền hay làm thế này thế nọ, nên giữa con và chồng con từ đó không tin tưởng và yêu thương nhau nữa. Nếu vậy thì bà hãy làm hòa với ông ấy để xứng đáng Chúa ngự vào lòng bà. Chúa không ngự vào những tâm hồn giận ghét nhau. Cha xứ cho mời ông chồng đến bên giường. Hai vợ chồng làm hòa cùng nhau. Sau đó, ngài mở hộp đựng mình thánh chúa ra thì mình thánh chúa vẫn còn. Bệnh nhân đã được rước lễ. Sau đó mấy ngày thì qua đời. Một người trong cuộc đã thuật lại câu chuyện này trong tuần tĩnh tâm của tổ chức Gia đình Đồng Công tại Thủ Đức, Gia Định, Việt Nam. Tu sĩ Kim Ngân, CMC, thuật chuyện. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.